À, tại vì mình nói là mọi thứ đều có thể thiền được ha, đi đứng nằm ngồi ăn uống mọi thứ, nên nếu mà chúng ta không có bận bịu trong cái lo âu suy nghĩ gì đấy, chúng ta đang sống như thế nào thì chúng ta ở đó thôi, thì có nghĩa là thiền. Chúng ta ở với thực tại thì là thiền. Thì có một bạn hỏi ngủ có thiền được không, những câu hỏi hay. Và mình chia sẻ luôn là ngủ thiền được, ngủ thiền rất là thú vị nữa. Mà thường á thì ngủ trưa thì dễ dễ thực hiện cái này hơn ha. Mặc dù mình cũng có thực hiện ngủ ban đêm như vậy rồi. Mình tóm tắt là nó như vậy. Nói chung thì giống như mình thiền thôi, mình ví dụ mình ăn trưa xong, mình với lại người Việt Nam hay có thói quen ngủ trưa nữa nên nó cũng dễ. Mình ăn trưa xong thường mình no rồi, xong rồi cơ thể mình nó cần phải tiết ra năng lượng để tiêu hóa đồ ăn, thì cái cơ thể mình nó buồn ngủ. Mà cái sự tỉnh thức mình thì nó có thể nó mới buồn ngủ tối xong rồi bây giờ mới trưa thôi mà không đâu cần ngủ nữa. Thì khi mà cơ thể mình nó cần ngủ, mình có thể nằm xuống hoặc là nằm gối đầu cao cao chút xíu cũng cũng được. Rồi ở trong cái trạng thái thiền, có nghĩa là ở với cái tánh biết, ở với cái tánh biết thực tại, biết cái đang diễn ra. À, có nghĩa là khi mà có suy nghĩ gì tới thì cũng biết cái đó là suy nghĩ, chứ không phải là chui vào cái suy nghĩ rồi hồi nữa mới à, ví dụ vậy. À, đang thiền 15 phút sau. Nhưng mà nói chung là ở với tánh biết và biết có suy nghĩ diễn ra, chỉ cần vậy thôi thì suy nghĩ tan biến đi. À, khi mà nó lặng 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 như vậy rồi đó, mình đừng có nhúc nhích cục cục cửa cơ thể mình nhiều. À, nằm im được em với cơ thể mình nó buồn ngủ rồi đó thì nó sẽ lặng đi, nó sẽ ngủ, cơ thể ngủ nhưng mà tánh biết vẫn còn. Vì như thế này, chúng ta khi mà thiền á, chúng ta có hai cái mà nó quấy rầy cái tĩnh lặng. Một là cái ý, thì nó suy nghĩ này suy nghĩ kia, lo này tưởng tượng kia vân vân. Hai là cái thân. Thì khi mà nếu mà gọi là thiền ngủ thì cái thân nó ngủ. À, khi mà thân nó ngủ thì nó không quấy rầy mình nữa, lặng câm mà mình không có quan tâm gì tới nó, cái nó nhẹ đi rồi nó ngủ. Thân ngủ thì để nó trở về cái trạng thái chữa lành của nó, thì mình chỉ thả lỏng cái sự kìm kẹp của mình, sự quan sát của mình với thân mình, chỉ thả thoải mái hơn cái đang ngủ. À, vậy thì khi mà thân ngủ á, ý cũng đỡ chạy bình thường. Tại bình thường ấy, thân mà nó nhúc nhích cục cửa thì cái ý nó sẽ chạy qua đó. À, cái tay tôi đang đau nhất, ý nghĩ nghĩ chuyện đó, đó mỏi vân vân đủ thứ chuyện. Thì khi mà thân nó ngủ rồi đó thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn, dễ thiền định hơn. Thân ngủ thì còn cái sự tánh biết đó, cái ý nó cũng lặng đi, nó ngủ luôn, cái tánh biết còn đó mà lúc đó là thiền định. À, thì có một lần mình ngủ trên cái salon đó, vẫn khuya rồi, mình nằm thiền xong cái cơ thể ý ngủ còn tỉnh biết thôi, và chắc là cỡ khoảng 2 tiếng, mình đoán vậy thôi, khoảng 2 tiếng. Mà khi mà trở lại cái trạng thái, à, cái ý thức rồi cái thân thức dậy thì mọi thứ đều rất là khỏe, khỏe kinh khủng khỏe luôn. À, tại vì khi mà bình thường có người ta ngủ ngủ được một cái giai đoạn
cũng một giai đoạn ngắn thôi. Sau đó thì mơ đủ thứ, có nghĩa là ý chạy đủ thứ thì cái thân nó cũng phải sẽ chạy theo. Nếu mình mơ những cái thứ tiêu cực thì cái thân nó toát mồ hôi vân vân, nó cũng hoạt động nên nó không có được cái sự yên yên nghỉ đó. Nếu mà thiền ngủ được á thì thú vị lắm, mà cũng cũng nó cũng là một trải nghiệm thôi, không cần thiết phải làm chuyện đó, không cần thiết. Nó chỉ là một cái để cho mình có thể trải nghiệm cái sự tĩnh lặng và có một cái nhìn sâu hơn về cái chính mình là gì, có một cái sự rõ rệt hơn về chính mình là gì, thì thiền định đưa đến cái chuyện đó. Ok, có nhiều bạn hỏi về những cái chi tiết mà nó có thể thú vị để chúng ta tự có nghĩa là khám phá, cùng nhau khám phá thì nó cũng vui. Nên mình có dự định là làm một cái series về khoa học tâm linh. Nếu như khoa học truyền thống là từ đây chúng ta khám phá ra ngoài, chúng ta nghiên cứu coi chúng ta đang nhìn cái gì. Khoa học tâm linh đó thì nhìn ngược lại, coi cái gì đang nhìn. À, thì chúng ta những câu hỏi như là chết rồi chúng ta đi đâu, vân vân, những yếu tố đó. Nhưng mà các bạn phải cùng trí khám phá chứ không phải là mình nói đi các bạn tin đâu. À, mình nói những cái mà các bạn có thể tự trải nghiệm, tự tìm được cái sự thật đó ngay trong mình. Chứ còn những cái mà nếu mà mình không tự trải nghiệm được á thì ai nói cho mình á, mình cũng không hẳn là không tin, mà cũng không hẳn là tin. Cứ để đó, chừng nào mình trải nghiệm được thì mình biết. Đó là cách thức hay nhất à, để mà gọi là tìm cái sự thật.